Ăn thịt chó sướng mồm hại thân, ôm bệnh vào người. Thịt chó là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhưng sự thật thì đặc sản này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ với sức khỏe. Thịt chó được nhiều quý ông mê nhậu, thích ăn và thường truyền tai như món ăn bổ dưỡng tốt cho sinh lý nam giới, có khả năng giải đen. Tuy nhiên, thịt chó có thực sự an toàn và nhiều công dụng như lời đồn thổi. Ăn thịt chó nguy hiểm thế nào? Theo các chuyên gia y tế, nếu bạn vô tình ăn phải thịt chó bị đánh bã, chó bệnh, chó bắt bệnh dại, chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ đáng sợ. Theo phó giáo sư tiến sĩ Bùi Vũ Huy, giảng viên khoa truyền nhiễm Đại học Y Hà Nội trả lời báo chí, những người có thói quen ăn tiết canh chó, thịt chưa nấu chín kỹ, vệ sinh giao thớt, giết thịt chó không sạch sẽ và còn dính dại của chó mang bệnh, hoàn toàn có thể mắc bệnh dại. Bên cạnh đó, người ăn thịt chó cũng có nguy cơ bị lây nhiễm các loại vi khuẩn đường tiêu hóa, nguy hiểm hơn là nhiễm liêu cầu lợn gây viêm màng não. Sốc nhiễm trùng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Người ăn phải thịt chó bị trúng bã dễ bị nhiễm độc trong bã chó dẫn tới rối loạn đông máu, xơ gan, suy thận. Thịt chó có chứa nhiều chất dinh dưỡng, lại giàu chất đạm. Nếu ăn thịt chó quá nhiều, bạn sẽ bị nóng trong, chướng bụng, khó tiêu và ẩm ạch do cơ thể phải hấp thụ một lượng đạm quá nhiều, nhưng chưa kịp tiêu hóa. Nguy hiểm hơn, gan và thận của bạn sẽ phải làm việc hết công suất, dẫn đến quá tải, ảnh hưởng xấu tới chức năng gan, thận. Trước đây, tại Việt Nam từng xảy ra trường hợp một người đàn ông tên V ở Thanh Oai, Hà Nội rất mê món thịt chó. Theo thông tin từ gia đình, vì quá thích ăn thịt chó mà ông V đã sử dụng loại thực phẩm này trong hầu hết các bữa ăn hàng ngày 15 năm liên tiếp. Chỉ khi phải nhập viện với triệu chứng sốt, phù chân, bụng trướng, đau tức hạ sườn, vàng da, kém ăn, ông V mới biết mình bị xơ gan và suy thận. Theo các chuyên gia, vì tâm lý muốn thử các món lạ miệng từ chó mà không ít người bất chấp tính mạng ăn tiết canh chó được chế biến từ máu chó sống. Từ thú vui quái đản trên, không ít bệnh nhân dù bị chó cắn nhưng vẫn lên cơn dại. Thiệt mạng do nhiễm virus gây bệnh dại có trong tiết canh chó. Ăn thịt chó không được nấu chín kỹ, ăn tiết canh chó hoặc ăn thịt chó sống còn có thể dẫn tới nhiễm khuẩn, nhiễm dung, sán dại chó. Trong y học, nếu bị nhiễm sán dại chó hay ấu trùng sán dại chó, sức khỏe người sẽ nhiễm, vô cùng nguy hiểm. Sán dại chó có thể gây mù mắt, chèn ép dây thần kinh ở não gây điên loạn, tạo nhiều u nang ở thận, phổi, lách, làm các cơ quan trên dần suy yếu. Người bệnh nếu không được chữa trị kịp thời có thể thiệt mạng. Ai không ăn được thịt chó? Phụ nữ mang thai. Theo các chuyên gia về y tế, thịt chó tuy giàu năng lượng nhưng không tốt cho các thai phụ. Nếu ăn nhiều thịt chó, phụ nữ mang thai sẽ bị tăng lượng axit uric và tăng nguy cơ sản giật và tiền sản giật. Người bị bệnh viêm gan. Những bệnh nhân bị viêm gan bất kể nặng hay nhẹ đều không được ăn thịt chó. Bởi thịt chó sẽ làm cho bệnh phát triển nặng hơn, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và khả năng phục hồi. Người bị gút, cao huyết áp, đái tháo đường. Thịt chó là món ăn chứa nhiều đạm, không tốt cho những người bị bệnh gút, đái tháo đường, cao huyết áp, tim mạch hay máu nhiễm mỡ. Theo các bác sĩ, những người bị mắc các chứng bệnh trên nếu ăn thịt chó sẽ vô cùng khiến bệnh càng trở nên trầm trọng, đau đớn nhiều hơn. Người bị lở loét miệng. Thịt chó có tính ôn nhiệt, ngọt, có tác dụng làm ấm cơ thể, nhưng nếu ăn nhiều sẽ khiến cơ thể bị nóng. Người đang bị nhiệt miệng ăn nhiều thịt chó sẽ gây nóng trong, bệnh từ đó trở nên nặng hơn. Người bị ung thư. Không chỉ có thịt chó, những người bị ung thư tuyệt đối không nên sử dụng các loại thức ăn cay, nóng, béo hay các loại thức ăn chế biến dưới hình thức nướng như thịt chó, thịt dê, thịt hun khói, thịt gà hay thịt chim sẻ. Theo các chuyên gia, những loại thực phẩm này nếu ăn nhiều sẽ sinh đờm, hao tán khí huyết, khiến bệnh nặng thêm. Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Mexico, Philippines là những nước ăn thịt chó nhiều nhất trên thế giới. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên toàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng, việc kinh doanh, giết mổ và sử dụng thịt chó, mèo tạo ra những phản cảm đối với khách tham quan du lịch,
Du khách quốc tế sinh sống, làm việc tại Hà Nội ảnh hưởng đến hình ảnh của một thủ đô văn minh, hiện đại với ý nghĩa nhân dân của việc đối xử nhân đạo với súc vật. Thành phố Hà Nội mong muốn người dân dần thay đổi những thói quen và nhận thức khi sử dụng thịt chó, mèo làm thực phẩm, đảm bảo văn minh đô thị. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.